Chị bảo chương trình vừa mới lấy vỗ như vậy vậy chưa đấy. Chị nào chị yêu hơn chị không biết em đây rồi. Mấy năm rồi chị? Cấp 3. Cấp 3 năm. Năm 2 đi học đến năm 3. Ồ thế là được rồi. Ủa em năm 4 chứ mấy chị đang đau ốm bệnh tật rồi sao bây giờ thì là chị rất là người đúng một giai đoạn sống rồi. Chị đã quyết định chia tay. Vì bản thân chị cũng thấy mệt. Chị cũng là thế rồi chị không muốn tình cảm với chị chia tay. Thế rồi cái ông kia thì sao? Thế vậy thôi chị chỉ muốn coi giống như chị bảo những người chia tay đi. Alo, kiểu chị không đi con không bản thân thì không muốn nhắn tin đúng không? Thì giờ chị im lặng một thời gian đi xong rồi chị bảo để cho thời gian thôi, không nhắn tin với nhau nữa. Là được. Lâu tầm đoạn gì đó thì nó bảo không định nói chuyện lại à. Thì tối hôm ấy chị định nhắn định nói với ông ấy là chia tay thì không nói nhắn cho chị à, chị không định nói chuyện lại à. Xong chị bảo không thì được không, xong chị bảo cái này chứ không phải chị chia tay đi. Thế nó bảo chia tay đi, chị bảo chia đi kiểu hết yêu rồi, có hết yêu bạn rồi. Mày đi lên đi đúng không? Bằng tuổi rồi chị, có người yêu chưa? Giờ anh có người yêu chưa? Hơn một tuổi. Bây giờ chị nó có đâu? Có cái gì vậy? Anh hơn một tuổi, nhưng mà chị được gọi là bạn với tôi. Tôi yêu một cái. Chính chính. Suốt thì có người yêu mà lại không phải. Thì là đại học quá rồi. Mấy tình đầu của chị. Chị về đó đều là mấy tình đầu. Nhưng người ta nói hết tình cảm rồi hết tình yêu. Ai mà không biết được. Ai mà biết được. Thì cảm giác kiểu yêu nhau một thời gian rồi không cảm thấy gọi là sao, không gọi là sao, không muốn tiếp tục nữa thì người ta cứ im lặng. Cái chị cũng như thế, chị chọn kiểu im lặng xong rồi kiểu không quan tâm nhau vậy. Thế xong rồi lâu dần thì bạn thấm đi lấy nhá, thấm đi mình xuống không. Thế xong rồi một thời gian thì không muốn, nhưng mà cảm giác rất là phiền rồi, cảm giác người ta rất là phiền phức ấy. Người ta làm gì mình cũng cảm thấy khó chịu, không được vui vẻ nữa. Thế xong rồi mắt ở đâu, nó ngủ ở chị Nguyên hát không? Thì chị Nguyên vui thôi. Chị hát thì chị mới tỉnh thôi, chứ còn mày thì sao mày tỉnh để quay về hát? Mà phòng có 1-2 người chắc. Đúng rồi, 3 nó đã hơn 2 rồi. Chị hả? Chị ngồi rồi. Thế hả? Chị ngồi đi. Thế hả? Thế đúng anh.
Chắc bằng tuổi, kiểu đấy là chắc bằng tuổi. Nghe là hay hỏi bạn nhau thì nó chắc chỉ là cái cớ thôi. Thôi thế không hỏi vừa lại ạ, hỏi rồi ghét mày chết. Ừ, nhưng mà bây giờ nó phải dạy thôi, bởi vì nó sao trò tốt như rồi, nó phải dạy thôi, không dạy thì không làm, họ đi. Ngon rồi, giờ không cần nói đồng minh nào rồi. Chất tất. Trước có thể xin xó. Mới cách đây tầm một tuần hả? Mới tầm một tuần thôi, đủ đấy. Ừ đấy, cách đây một tuần. Tuần trước thôi chứ. Ừ, tuần trước đúng rồi. Gần như đầu đúng không? Chưa, tuần sau. Mới rồi một tuần trước thôi. Ừ thì tuần trước ta đi làm có 2 hôm thôi. Thì là hôm thứ 2 mày gặp tao thì con đi yêu rồi. Mày nhớ hôm nào nó có chết rồi. Chị lớp đây hân hạnh phải chậm chương trình này để đến 100 ngày cho dễ thì mình một gái mình cũng đâu nhớ một đời hói mấy bọn con trai chết rồi. Thế là ôi xem lại tiếng ngắt cái chỗ đấy, chỗ tìm kiếm đấy. À thế à? Thì lại tuần trước lại đi chơi hôm nào nữa. Tình quan nhắn tin ấy kiểu giờ nghiêm túc rồi thì ở ngoài thì phải khôi gợi những cái câu gì để nó nói được cái từ đấy. Thế là thành công rồi. Nếu mà đến lúc quậy quen rồi thì để thấy nó không ngượng. Không ngượng rồi. Có không đấy? Tao kể hai tao vai thằng Hiệp, em tao ấy. Đến trường của nó thì trọ của nó lại ở cùng với trường Trường Lượng ấy. Thằng Trường Lượng ấy hai người yêu vào trọ chơi. Thì tao gặp, thích ngay ở lúc nào tao gặp tao trường với Kha. Thì tao chào anh Trường, y hệt cái cách chào anh Trường. Thế là của chị Ngân Nhật. Thằng ấy với em thì trước học cấp 2 xuất hiện nhau. Kiểu em nói cái gì khen nó, hoặc là gọi cái gì, hoặc là nói chung là khen nó về một cái gì ấy thôi, nó không bao giờ nó tin. Nó không bao giờ nó tin, kiểu ác cảm. Chào anh Trường, chị Ngân Nhật.
hoặc là cứ gọi anh chàng trai khủng nhân cùng tập mấy không phải nói đéo kia ạ, không phải nói thế, không phải mà vì mình chúng em nói anh chỉ gặp hoa cái thùng kia lại cười cái thằng đấy chơi với một thằng tên là Dũng thì bọn em hay gọi nó nghe là bộ trưởng, nhưng mà cái tên bộ trưởng ấy là nó từ ngày trước có hai chúng em ai cũng có biệt danh từ những cái nguồn gốc xuất xứ, nói chung là nó không ra đâu ở đâu ấy. Bộ trưởng thì này đấy, chúng em xem cái phim Hồn Yêu ấy của Thái Lan thì mấy cái ông bộ trưởng là mấy cái ông ở bên Thái Lan là nó đứng đầu một cái dòng tộc lớn ở bên Thái Lan ấy, thì bọn em cứ gọi thế tại vì bố của nó là hội trưởng một phụ huynh của lớp em, nhưng mà chúng em gọi bộ trưởng thì thằng ấy nó nhất như một cái thằng trường vừa nãy đấy, xong người ta ở kia nó để tay này nó nhận bộ trưởng trong từng tộc trưởng đấy. Đó là mấy tập trướng mà mấy cái ông dân tộc ở trên vùng sâu vùng xa, mấy cái ông đóng phố đấy. Nó không bao giờ kiểu khen, nó cũng nghĩ là chê, nghĩ là khịa hết. Mà khịa thật còn gì? Ồ thật mà. Ồ mấy cái ông bộ trướng ở phim thằng trường ấy. À thằng trường thì khịa. Không, thật ra là gọi là anh trường đẹp trai cũng không phải là khịa, mà là bộ trai với em thành sao chắc là em tại là bên nó chơi bóng đá ấy, là đội chống đội bóng đá đấy, thế nên bằng tuổi vẫn gọi nó là anh Trường, chỉ cần trên bao nhiêu em đều gọi nó là anh Trường hết, thì bọn em con gái cũng gọi nó là anh Trường. Thế thì bọn Trường đẹp trai là sao, đẹp trai cơ? Thì cái bọn con trai nó cứ hay gọi là anh Trường đẹp trai và đi gọi nhau. Nhưng mà nếu gặp ấy không đỡ luôn như em đỡ. Không, thật ra là tao bình thường, tao nói chung là nó muốn nghĩ gì nghĩ theo kiểu bạn tiêu cực đúng không? Không biết là mày học cùng nó cứ một rồi đấy. Đấy, nó mất sao ấy. Thằng ấy chẳng trả lời gì, có thế con đi đâu phơi quần áo cho trường thôi. Em của em ở cùng cái trọ của thằng ấy, ở cạnh phòng. ban đầu không thằng thừa cái nó nói chuyện với em tao ấy, tôi không biết đấy này kiểu nó chỉ biết đấy là một thằng kép từ nó thôi, và sau nó mới biết thằng Hiệp là em tao. Cái để còn biết được còn biết được ai thì còn biết đấy, tôi học một chút ra. Có đấy, thế thằng ấy nó có tám người không? Có ạ. Thế tao mới treo như thế chứ, tao sẵn treo. Thế tao mới ở trên lớp thì kiểu tỏ ra ghét nhau không? Về nhắn tin, sớt linh hồn đi đọc hết. Linh hồn nó đọc, nó toàn nhìn Trường Lượng nó cười thôi. Rồi Trường Lượng, tưởng Trường Lượng lại nhìn sang Linh kêu bạn, mày nhìn đéo ra chứ gì? Cô mới nhìn con ấy ngoài đời rồi mẹ ạ. Y hệt, y hệt ánh, nhìn ở ngoài cũng mũm như thế, trắng chéo. Tại sao ạ? Đang ở địa điểm gì? Tại công ty đi qua một tay là bị chặn đường.
xong rồi. Thì nó tên lại nó. Xe bắt công an. Nó sẽ để ở bị hé. Đó đấy em đi chạy tiệc ở Facebook thì ai nên theo dõi một cái pet chốt ở Facebook hiện tại đang có chốt luôn rộng rồi đấy, tránh được mày ra đây. Tự bị bắt lại mẹ công an mạng điều tra thì đúng rồi. Sợ bị bắt bởi vì là đi chạy tiệc cũng cha rất hay uống bia. Lái em cũng thèm lắm một cái yêu mình biết hơi thèm nhưng mà đến lúc uống vào lại không thấy ngon đấy. À bia hơi thì ngon rồi, bia hơi thì đấy kiểu em nhìn cái bia thì em thèm đi rồi là thèm bia hơi nhưng mà đến lúc mà kiểu uống nó không bị như mình mong muốn. Trái ngày trước chị không mà chịu uống rượu sô chua là thôi, thấy uống rượu sô chua rất là ngon, uống rượu sô chua thì tăng đắng. Rồi hôm trước chị uống một loại rượu sô chua mà không đắng một tiệm nào luôn. Đúng rồi, hình như sô chua có một vị là ngon nhất đấy, không biết là loại quên rồi, không biết ai nhớ quê gì. Đây là một vị luôn. Thì rất là hay uống bia không? À, uống bia, thích bia. Thế nhưng mà lần sau thì khi mà không dạo này gần như là các giống như đi đá bóng sau thì nó rượu, nó không uống bia. Thế là nó thèm bia quá nhà tao với nó đi mua bia về uống với nhau. Uống ở đâu hả bạn? Uống nhà tao. À, chọn bên mày á? Ừ, bởi vì con Hương không có nhà đúng không? Con Hương không có nhà đúng không? Ờ, thế là mẹ kính bạn một ly. Thì chắc cũng gần lắm. Mày đi về thì sao? Chắc cũng gần lắm. Chứ mày thì thường phải một hai lần chị ạ. Chứ lần đầu chưa giải thích đúng không? Hai đứa ở hay mỗi đứa ba. Mấy cả mày cũng uống được mà, tao thấy mày cũng được mà, cỡ vào tao được một lon chắc là say tứ tư chết. Nọ tao ngồi ăn nhậu cùng bố ấy, thế là một lon, tao biết một lon tao sẽ say, tao uống nữa thôi. Thế chiều đi học 3 giờ học, thế y như già uống một nửa thôi. Mà uống xong người tao nâng đéo đi rửa bát được. Bê mâm bát một người lúc nào cũng chết rồi. Rồi đeo cả mâm thì chết. Thế là lúc rửa thì đầu óc cũng kiểu không ấy được. Không tính được. Cứ quay này xong y như rằng nha, xếp bát xong nha, đi bảo nha, thế thì rửa cái lắm đơ luôn. Xong rồi đến tầm 3 giờ không dậy được, đi học đau hết cả đầu cơ. Yeah.
Em ngày trước được huấn luyện ở môi trường quân đội của ông ngoại cũng được. Ngày trước bố mẹ em được đi làm Việt Nam hết, thế nên là cấp 2, cấp 3 là em ở với ông ngoại. Ông ngoại em thì cứ bóc quần cuộn ấy. Ngày trước học cái bài người lái đò sông Đán ấy, em chỉ liên tốn đến ông em thôi. Chứ lượng ý lúc không có một cái gì ấy. Ông em kéo cá các thứ với cả nói chung là mấy cái chèo thuyền các thứ ông em cứ bóc đó. Mặc áo màu trồng gầy như đen thì một cái áo là đang cứ bóc quần cuộn dễ luôn mà già rồi mấy mươi tuổi rồi. Thế là ở với ông nha thì buổi trưa thì cả tối hôm nào cũng có một can bia hơi thì hôm nào cũng ngồi hai cốc. Thế mà một thời gian không uống cái giờ lên đại học ra uống của cái bia lon ấy cũng say. Ở đây em xem cho mình ra đã chỗ học yêu ba đầu óc quen dậy lên gì đau đầu tiếng bia thôi rượu thì không mày ấy thôi còn hái nó học qua điện thì bạn nó là nó chả trên đống ngón tay chỉ cần một đám trai tầm năm hoặc cũng mười bước đi theo thôi là mình đã ánh mắt mình đã nhìn theo rất là vô điều cho nên sau rồi ôi khó lắm nhìn thấy trai thèm lắm. Sang trường hái chứ ông biết em sang trường hái em đưa kéo mưa thôi mà từ lúc vẫn ở cổng trường tắt máy, cái máy này em để tay lên bộ chết đi máy. Thôi em vẫn từ đàn đi ra một từ đàn đi ra một chú sợi mắt mắt cứng lắm kiểu chưa bao giờ nhìn thấy trai nhiều như thế. Ông ấy người lái mà hả vãi như thế gì ạ. Em kiểu là người lái cơ mà bạn tao học học viện tài chính bạn muốn học quy ấy đấy giờ nhận tiền hộ đúng rồi thế là trăm mấy một buổi học viện khoa nhưng mà sao mẹ học phụ vào buôn nói chung liên quan đến kỹ thuật của trai thì ông ngồi như sấm nhà viên xong còn bị cô ấy gọi lên tám bắt vẽ nữa thì ôi toàn cái bọn ở dưới nó biết thừa là đi học hộ ấy nó cứ cười thôi cô còn biết đang chỉ nói một cách vô tri sống nói được vịt phải nghe cô là biết thừa cách nào cũng gọi để báo biết là lớp cả lớp rồi biết toàn con trai à thì đấy thì đã một cái lớp ấy chỉ có hai đứa con gái thôi thì cái con đi học hộ để một trong hai đứa con gái đấy thì ai cũng chẳng biết dễ đâu không em ạ trừ khi là lớp tít chứ còn lớp chính lớp tít cũng nhớ hai đứa con gái dễ nhớ. Bên phải à đúng rồi dạ người ở giữa nhưng mà nó nằm thì là người ta khuyên mình lúc đi nằm bên trái bởi vì là nếu mà dạ dày bên này thì nó bị mình làm sao mà trái bị đeo vào tim
người ta khuyến kể nằm bên phải mà. Trái chứ. Bà bầu cũng khuyên nằm bên trái. Bên trái thì đẹp vào tim. Để em không chắc là nếu mà dạ dày đau dạ dày sẽ nằm riêng bên trái, còn đau tim phải nằm riêng bên phải. Nhưng mà em không biết, nhưng mà bà bầu thì người ta khuyên nằm riêng bên trái. Tại vì dạ dày là một phần như này, thế nên là nếu mình nằm trái thì nó không bị áp lên chảo ngược. Trời trở đây cũng không giỏi lắm nhưng mà Yeah.
Thật ra buồn cười à. Tao xem cái này đi nhá, phải xem nhá. Cười gì? Buồn cười là mặt nó đéo vậy nhở. Cái này giống như tôi gửi giống nhau á. À nó ăn xin quá đấy. Chị thường nói không, nếu mà xăm thì có mới xăm một lần, xăm một lần để trả đồng nọ đi Ninh Bình ấy. Đồ của nó cứ to vẫn còn chứ là làm nữa còn rất là vậy. Ha.
Vịt có chìm thì chắc đủ thời gian để cứu. Đến 5 giờ về rồi ai về được. Thế là đàn phát được 6 giờ về, về mệt. Xong rồi tiếng loa đái không đúng được ấy. Ngay hôm sau đi cái thằng Hiệp nó nai mà Ha.
Ha 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 ha
ra là chả biết chọn sai. Ví dụ mình học với A 100, chắc là vẫn học với anh. Thì có thể bây giờ cái đấy sẽ khác. Bây giờ có thể là em đang học ngoại thương. Nên táng đính luôn đấy chị ạ. Không không đến mức là đính, nhưng mà cái đề thì cái đề thi của cấp 3 ấy thì cũng phải không 9 điểm 10, bởi vì là 9 à 10, bởi vì là mình sẽ biết làm hết, nhưng mà sẽ gọi là trừ mắm trừ muối đi thì còn hơn 9 đấy. Đề thi cấp 3 tiếng Anh em làm đúng hết, em không biết sao được. Về so với thầy đúng hết, còn về sau không chín thì mấy. Không phải là em thi là tự luận à? Ở đây em thi khoanh thì tự luận học được, nhưng chúng tôi không được. Nếu mà cứ cái nền tảng đấy thì bây giờ cũng, nếu mà chăm học chắc là phải có trong không tiếng Anh đi. Đúng rồi, nếu mà quen lắm đại học thì cũng được, nếu mà mình chăm chỉ vẫn có một tí tiếng Anh. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà lớp 10 thì thay đổi được mình cũng chẳng gì. Còn năm nhất đại học thì không thể đúng. Tao được cấp 3 tao phải bị lấy, chứ không phải nghĩ chắc là 24 điểm đại học easy luôn. Tao có học thêm gì đâu, lười vãi luôn. Không nghĩ là em thấy ở cái cấp 3 chả học gì ấy, mà còn kiểu đề toán còn làm được hơn 8 điểm. Thế thì nếu mình học thì hơn 9 điểm chắc là dễ thôi. Chấm mũi mèo không ấy. Học năm nhất thì sẽ sáng nay có phải ghi video vào rồi không? Sáng nay cũng thế. Thế thì nhường răng luôn từ lúc 10 đến lúc 11 thì ngon. Ở dưới nhà chưa có điều kiện. Nhưng mà bây giờ chị đang dần rồi, còn chúng em thì chưa. Em thấy mà em nhá, nhiều đứa nó hôi nhưng nó duyên, nó vẫn duyên luôn, mình còn thấy nó xinh nữa, bình thường. Nghe tăng luôn, nhưng mà chị muốn là đấy nhá, nó tròn chưa?
bây giờ đang nhiều hết rồi. So với lớp 9 ấy, nó bị chia ra nhiều lắm luôn ấy. Nó may ra khá một ngày. Sao ấy, nhiều lần cái sao kiểu hai là ngắm lưỡi mình lấy ra này. Trong một lần, ăn một cái hàm này bị lật hết rồi. Thay đổi khác hoàn toàn luôn. Đã là hàm này nó bị chạy hết rồi. Thế mày một lúc tiếp đây, bao giờ mày đánh hả? Cái này nó rõ nhất đấy chị. Nhưng mà chỉ là không đều thôi. Đúng cái góc như đúng cái góc như cái băng kia bị chìa ra ngoài chính là cái hoa mà nhưng mà chị là cái răng đầu của chị là cái răng quái lớp chín có thế đâu mày ơi hay càng lớn răng càng xấu. Kiểu mình cần nhận thức ấy. Tao cũng thấy tao đấy mày à. Cái trước biết là răng không đều rồi nhưng mà nó không không đều như bây giờ. Bây giờ mà chụp cánh nha, mà không phải cái lúc mà khi mình đứng nha thì răng ghê lắm. Ôi, đứng bên kia cô nhìn đánh này. Đi làm rồi nè. Cho tiền đến ra. Không, giống một cái video TikTok mới chia sẻ đấy. Là lúc yêu cho tiền đi đường răng ấy, nhưng bây giờ chia tay rồi sao mà đuổi lại được. Thôi coi như là quả chia tay. À, đầu tư thì cũng có rủi ro. Đúng rồi. Nhất là gái. Thì chắc chắn. Mình nuôi vợ thật khác thì thật khác nuôi vợ mình đi thôi. Nhưng mà cách nuôi khác nhau. Biết lời.
bạn tao hả ạ? Nó niềng có hàng trên.